Baga HRX cho Vario 150. Đối với mẫu Baga HRV của Vario thì mình có thể giữ lại cái cản zin nha. Đây mình sẽ tháo ba con ốc của cái cản zin ra. Đó. Thì mình sẽ bỏ ba cục chêm vào, mình sẽ lắp cái Baga nó nằm phía trên cái cản zin luôn nha. Lưu ý là hai cái cục chêm nhỏ ở phía trước và hai con ốc ngắn mình sẽ lắp ở phía trước. Và cục chêm lớn dài hơn mình lắp ở phía sau và con ốc dài thì mình sẽ lắp ở phía sau nha. Thì Baga này thì mình sẽ sử dụng cái lục giác là 5 nha. Mẫu này lắp cực kỳ đơn giản, mọi người có thể ở xa thì có thể ship về và tự lắp được nha. Chỉ cần một cây lục giác thôi. Đây. Thì đối với này thì khách đã đổi thành một cái đế HRX, đế có đèn, thì mình đang thao tác là gỡ phần ốp bình xăng ra để lắp dắt đèn cho khách. Thường đối với xe Honda thì dắt điện của phần đèn đuôi sẽ nằm ở phía bên phải nha. Đây. Đó. Nó sẽ nằm ở phía bên phải. Thì đó. Thì sau khi lắp dắt đèn xong á thì mình tiến hành siết lại Baga nha. Mình sẽ thường thì mẫu này mình sẽ siết bằng tay luôn. Đó. Không cần siết bằng súng đâu. Đây, mình sẽ lắp cái đế HRX lên cho khách. Thì vẫn lưu ý cũ thôi, đối với các mẫu đế của Givi á thì thường là bốn cái con lông đền trên nó sẽ nhỏ hơn là bốn con đền dưới nha. Hãng nó sẽ cho 8 con lông đền. Các bạn nhớ phân biệt bốn con đền nhỏ và bốn con lông đền lớn nha. Bốn con nhỏ mình sẽ để ở phía trên đi với lại con bù lon. Đó. Còn bốn con lông đền lớn thì sẽ đi với lại con tán. Lưu ý nếu mình bỏ lộn cái lông đền á thì có khả năng mình sẽ siết không chặt nha, tại vì cái lông đền lớn nó sẽ không vừa với lại lỗ của cái đế. Anh em siết mà không để ý là sẽ không chặt. Đó, sau khi gá vào thì mình siết bằng súng luôn. Mẫu này khá đơn giản ha. Test lại bằng tay. Thì đối với mẫu đế này thì mình có thể lắp được tất cả các loại thùng của Givi nha. Từ 25 cho tới 47 lít thì mình đều có thể lắp được. Đây là mẫu đế HRX. Còn nguyên bản của cái Baga này thì nó là xài đế HRV nha mọi người. Đây mình sẽ đóng các cái nút đậy của cái đế vào. Đó, nút đậy của đế HRX thì cực kỳ chắc chắn nha. Rồi, đây là xong ha, hoàn thiện mẫu Baga HRX cho Honda Vario. Đây, các đời Vario 150, 125 đều lắp ráp giống nhau nha. Đây, giao xe cho khách. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và xem clip của Ed Baker.